Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ. Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo thay vì đứng thứ 3 như trước đây, hiện đột quỵ đứng thứ 2 trong các nguyên nhân gây tử vong chỉ sau bệnh tim mạch. Có đến 80% bệnh nhân sau đột quỵ chịu những di chứng với tổn thương nặng nề, trong đó khoảng 30% trường hợp không thể phục hồi. Vì vậy, phục hồi chức năng sau đột quỵ có vai trò quan trọng với người bệnh, cần được thực hiện sớm giúp người bệnh sau tai biến mạch máu não thực hiện các sinh hoạt thường ngày một cách độc lập nhất có thể. Nội dung này sẽ có trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày tuần này qua phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Minh Thanh, phụ trách đơn vị phục hồi chức năng thần kinh đột quỵ, trung tâm đột quỵ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC Tuấn Việt, xin chào quý vị khán giả. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Đột quỵ được định nghĩa là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, phục hồi chức năng sau đột quỵ là việc làm cấp bách, cần được thực hiện càng sớm càng tốt, giúp người bệnh khôi phục lại các chức năng đã bị mất. Điều trị kịp thời và áp dụng đúng phương pháp sẽ giúp người bệnh khôi phục lại chức năng vốn có, sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, tái hòa nhập cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta cũng biết rằng là cơn đột quỵ có thể gây ra những khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn cho bệnh nhân. Vậy thì bệnh nhân bị đột quỵ thường để lại những cái di chứng cụ thể là như thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ. Vâng, như chúng ta đã biết thì đột quỵ hiện nay là một căn bệnh phổ biến, không còn hiếm gặp nữa. Thì các di chứng thì chúng ta có thể gặp ở trên bệnh nhân ngay từ giai đoạn cấp, đó là những cái sặc này, tắc nghẽn đường thở, những cái rối loạn về nuốt có thể khiến cho bệnh nhân bị hít sặc và viêm phổi, các cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu và nhiễm khuẩn huyết cũng có thể xảy ra. Thế ngoài ra thì có những cái biến chứng về cơ quan thần kinh, ví dụ như những cái đau thần kinh sau đột quỵ, bệnh nhân có thể bị trầm cảm, lo âu hay sa sút trí tuệ, co giật động kinh cũng có thể gặp. Thế ngoài ra thì có một cái biến chứng rất là nặng nề trên bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể bị liệt. Cái liệt này thì thông thường chúng ta chỉ hiểu là liệt tay liệt chân, nhưng với bệnh nhân đột quỵ thì do tổn thương não cho nên chúng ta sẽ liệt, bệnh nhân sẽ bị liệt một nửa người đối diện với cái bên não tổn thương, liệt từ cơ hầu họng cho đến tay chân, rồi liệt ruột, rồi liệt các cái cơ tròn, dẫn đến bệnh nhân có thể bí đái. Thì liệt vận động tay chân thì có thể liệt hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, khiến cho bệnh nhân có mất ngồi, mất đứng, mất đi, rồi liệt các cái chức năng tinh vi của bàn tay. Biến chứng trên cái cơ quan cơ xương khớp như là teo cơ, cứng khớp do bệnh nhân nằm lâu, những cái bán chật khớp vai hoặc là các cái hội chứng vai tay khiến cho bệnh nhân rất là đau. Thế một cái nữa có thể gặp sau đột quỵ ở cái giai đoạn bán cấp và mãn tính, đó là bệnh nhân có thể bị co cứng cơ sau đột quỵ. Cái co cứng cơ này nếu như xuất hiện mà chúng ta không có cái phương pháp điều trị kịp thời thì sẽ làm hạn chế cái quá trình hồi phục của bệnh nhân, làm hạn chế vận động, rồi khiến cho bệnh nhân đau đớn và dần dần thì sẽ mất đi các cái chức năng vận động khác. Thế thì cái quá trình phục hồi chức năng có thể giúp cho bệnh nhân là phòng được những cái di chứng đấy, biến chứng đấy xuất hiện. Dạ vâng, bác sĩ cũng chia sẻ rất nhiều những cái biến chứng, những cái di chứng rất là nặng nề của bệnh nhân sau quá trình mà bị đột quỵ. Vậy thì cái mục tiêu mà của phục hồi chức năng sau đột quỵ đấy thì là gì ạ? Đối với bệnh nhân đột quỵ thì mục tiêu sau đột quỵ của chúng ta, của chúng tôi là giúp cho bệnh nhân đầu tiên là phòng chống cái sự xuất hiện của các di chứng đó. Mà trong chuyên ngành của chúng tôi thì gọi là các cái thương tật thứ cấp. Đột quỵ là cái thương tật tiên phát. Thế mình phải phòng tránh để xuất hiện những cái thương tật thứ cấp. Thế thường thì bệnh nhân hay tử vong lại do các cái thương tật thứ cấp. Khi cứu sống được sau đột quỵ rồi, nhưng bệnh nhân nếu như bị các thương tật thứ cấp nguy hiểm thì có thể là bệnh nhân sẽ tử vong vì các cái thương tật thứ cấp đó. Đấy, thì mình phải phòng chống cái sự xuất hiện của các thương tật thứ cấp đó đầu tiên đã. Thì sau đó thì giúp bệnh nhân học hỏi lại các cái kỹ năng mà bệnh nhân đã mất do bị đột quỵ, bị tổn thương não, và giành lại các cái hoạt động tối đa trong cái di chuyển cũng như là trong sinh hoạt hàng ngày, để nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Và một cái cuối cùng nữa là định hướng cái công việc và nghề nghiệp của bệnh nhân cho phù hợp với các khuyết tật của người ta. Đấy, thì đó là những cái mục tiêu mà chúng tôi đề ra xuyên suốt cái quá trình tập luyện và phục hồi cho bệnh nhân. Vâng. Thế thì hiện tại tại trung tâm đột quỵ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang có những cái phương pháp điều trị như thế nào để giúp cho người bệnh đạt được những cái mục tiêu phục hồi chức năng như trên ạ? Dạ vâng, thì trung tâm đột quỵ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì cũng là trung tâm đầu tiên trên cả nước là có làm một cái mô hình hoàn chỉnh. Với cái đội ngũ bác sĩ đầy đủ như thế này thì chúng ta có thể làm được tất cả các kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân kể từ khi bệnh nhân bị đột quỵ vào với chúng tôi. Thì bệnh nhân nếu sẽ được khám xét đầy đủ
nếu như bệnh nhân còn trong giờ vàng, còn trong khung giờ kim cương, có thể là điều trị tái tưới máu hay can thiệp được, thì bệnh nhân sẽ được cứu sống và làm những thao tác đó trước. Những cái đó sẽ giúp cho bệnh nhân hạn chế rất là nhiều các cái thương tật sau này có thể gặp phải. Thì sau quá trình đó thì khi bệnh nhân ổn định thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến đơn vị cấp cứu nằm điều trị. Và ngay từ đơn vị cấp cứu là chúng tôi đã phục hồi chức năng cho bệnh nhân rồi. Và bao gồm tất cả các cái phương pháp như là vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu, rồi âm ngữ trị liệu. Thưa quý vị, sau cứu sống bệnh nhân đột quỵ thì có khoảng 80% bệnh nhân có di chứng là khuyết tật nặng, đặc biệt là rối loạn vận động, 30% không thể phục hồi. Do đó gánh nặng cho các gia đình rất lớn, người bệnh cần thực hiện phục hồi chức năng, tập luyện bền bỉ, tăng cơ hội phục hồi các di chứng, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân Vũ Văn Độ ở Tam Nông, Phú Thọ nhập viện trong tình trạng yếu liệt mặt, các chức năng vận động kém và đại tiểu tiện không tự chủ, khó thở nhẹ và xuất huyết dưới da. Các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính sọ não dựng hình 3D, xác định bệnh nhân đột quỵ não giờ thứ 6, tăng huyết áp. Bệnh nhân có nhiều di chứng như liệt mặt, yếu liệt nửa người, rối loạn tương tác xã hội và nhận thức. Mọi sinh hoạt của bệnh nhân khi vào viện đều phải nhờ đến người thân và không thể tự di chuyển ra khỏi giường. Sau hơn 2 tháng tập vật lý trị liệu tại đơn vị phục hồi chức năng Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã có những cải thiện rõ rệt. Hiện tại chúng tôi đã giải quyết được một số mục tiêu trên người bệnh. Người bệnh từ một người chưa tự lăn trở trên giường, chưa tự di chuyển từ giường ra xe lăn và từ xe lăn ra giường để người bệnh tập ngồi và tập đứng. Nhưng hiện tại sau 2 tháng 10 ngày thì người bệnh đã tự di chuyển độc lập bằng dụng cụ trợ giúp. Và chúng tôi cũng đã giải quyết được cái rối loạn tiểu tiện cho người bệnh. Về tương tác xã hội, về cái nhận thức của người bệnh đã cải thiện được rất nhiều so với thời gian mình mới nhập viện. Hiện tại đơn vị phục hồi chức năng đang điều trị cho khoảng 120 đến 140 bệnh nhân đột quỵ não mỗi ngày với tình trạng yếu liệt khác nhau. Khả năng phục hồi của bệnh nhân cũng tùy thuộc vào tình trạng tổn thương của não. Một điều đặc biệt quan trọng, người dân cần hết sức lưu ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường của cơ thể, phải đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt, bởi với đột quỵ não, thời gian là vàng. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Minh Thanh ạ. Thưa bác sĩ, trong quá trình tập phục hồi chức năng sau đột quỵ thì bệnh nhân sẽ cần phải tuân thủ nguyên tắc nào để có thể rút ngắn được cái quá trình phục hồi ạ? Lời khuyên của tôi dành cho bệnh nhân với người nhà là cần phải kiên trì theo đuổi hết cái quá trình tập luyện để bám sát vào các cái mục tiêu cùng bác sĩ để đạt được các cái mục tiêu thì mình mới kết thúc cái quá trình tập luyện phục hồi chức năng của mình. Và để đạt được cái mục tiêu thống nhất cũng như dạy lại cho bệnh nhân được các cái thói quen để về nhà người ta có thể duy trì được kết quả của quá trình luyện tập thì theo tất cả các nghiên cứu cũng như theo kinh nghiệm của tôi thì phải theo hết đến 6 tháng sau khi bị đột quỵ thì bệnh nhân mới ổn định. Trừ một số các cái trường hợp khoảng tỷ lệ khoảng 20% những bệnh nhân bị rất là nhẹ thì có thể là thấp, thời gian đấy nó ngắn hơn. Và có những người khó khăn quá thì chúng tôi cũng hướng dẫn chuyển về tuyến huyện để tập luyện tiếp. Thế một cái nữa đó là bệnh nhân cần phải nên có điều kiện thì nên đến tập luyện phục hồi chức năng ở các cơ sở chuyên sâu. Đối với những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ một thời gian dài thì cái việc mà luyện tập để phục hồi vào lúc này thì có còn thực sự hiệu quả nữa hay không ạ, thưa bác sĩ? Thì lúc này cái vai trò của phục hồi chức năng lại không phải là phục hồi cái nửa người bên bị tổn thương nữa, người bên liệt nữa, mà bệnh nhân cần phải luyện tập để bù trừ thay thế. Đó là mình phải huấn luyện cho cái nửa người bên khỏe, làm thay thế các cái chức năng của cái nửa người bên liệt. Đấy, ví dụ như tôi vừa ví dụ lúc nãy, tức là bị liệt mất tay phải rồi, thì với những bệnh nhân còn phải đi học hay là còn phải làm việc thì mình phải luyện cho bệnh nhân viết bằng tay trái để giúp cho bệnh nhân có thể sau này có thể về để làm việc và sinh hoạt tiếp được. Thế một cái nữa đó là tập cho bên khỏe đấy ngày càng khỏe hơn thì nó sẽ thay thế được cho cái bên liệt, giúp cho bệnh nhân có thể di chuyển cũng như là sinh hoạt với cái nửa người bên khỏe thôi. Coi như nửa người bên kia là liệt rồi, là hỏng rồi. Thì mình sẽ tập luyện cái bên khỏe, cái cơ lực khỏe lên. Thì người ta sẽ có khả năng nâng đỡ cho cái nửa người bên liệt. Thế ngoài ra thì đến cái giai đoạn này còn một số các cái di chứng có thể xuất hiện. Đặc biệt là cái di chứng co cứng sau đột quỵ. Nếu như bệnh nhân không tập luyện thường xuyên,
không ức chế co cứng thường xuyên thì nó có thể xuất hiện. Cái co cứng này như tôi đã nói lúc trước là có thể khiến cho bệnh nhân rất là đau đớn và làm cho bệnh nhân có thể là mất đi toàn bộ những cái kết quả tập luyện trước đó. Chính vì thế lúc này bệnh nhân cần phải đến để chúng tôi có thể can thiệp cái tình trạng co cứng này cho bệnh nhân. Nếu như tập luyện không còn hiệu quả thì chúng tôi có cái phương pháp tiêm cái thuốc gọi là botulinum toxin nhóm A vào điểm vận động của cơ để giải phóng cái tình trạng co cứng này, giúp cho bệnh nhân có thể tập luyện và quay trở lại với cái tình trạng tốt trước đây của mình. Có thể thấy là bác sĩ cũng nói, cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái việc là chúng ta cần phải có một cái sự kiên trì nhất định trong cái quá trình phục hồi chức năng đối với người bệnh, đặc biệt là với cả những người chăm sóc cho người bệnh đột quỵ nữa. Ngoài cái việc mà chúng ta phải kiên trì và tuân thủ những cái phác đồ điều trị kể cả khi ở nhà đối với bệnh nhân đột quỵ như vậy nữa, thì còn có những cái điều nào mà bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên? Bởi vì tôi thấy rằng là những bệnh nhân sau đột quỵ mà khi mà đã trở về nhà thì họ cũng lại gặp cả những cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như là họ cũng sẽ chán nản và mệt mỏi khi mà cái quá trình điều trị tại nhà, phục hồi tại nhà thì nó lại không được nhanh và đều đặn được như là ở tại bệnh viện ấy, thì họ cũng sẽ dẫn đến cái tâm lý là họ gần như là muốn từ bỏ cái quá trình phục hồi tại nhà. Thì bác sĩ có thể đưa ra một cái lời khuyên đối với cả bệnh nhân cũng như là người nhà chăm sóc ạ? Và cũng đối với tôi, bệnh nhân không phải chỉ riêng ở nhà đâu, mà tại bệnh viện thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân không thể theo hết được, kiên trì hết được cái quá trình tập luyện. Mặc dù bác sĩ cũng đã hết lời giải thích rồi động viên. Thế thì một phần trong cái tiến trình của bệnh nhân đó chính là cái sự đồng hành, kiên trì, tâm huyết của người nhà, người bệnh, người chăm sóc người bệnh. Và phải đầu tư thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc để giúp cho bệnh nhân theo cái quá trình đó. Đó là cái quá trình phục hồi chức năng 6 tháng đầu tiên, đấy là quá trình ngắn nhất rồi. Mình phải tích cực nhất trong giai đoạn đấy thì sẽ giúp cho phục hồi tối đa. Và mình có cái mục tiêu theo cái thời gian ngắn hạn thôi, để giúp cho người ta đạt được thì người ta sẽ hào hứng và sẽ bị thu hút vào cái chương trình tập luyện của bác sĩ, giúp cho họ có thể là theo được đến cùng. Và tôi cũng có một cái lời nhắn nhủ đến tất cả những người bệnh đột quỵ, kể cả những người mới bị hay bị lâu rồi, thì mỗi một người, mỗi một con người sinh ra đều có một cái số mệnh riêng. Đấy, sức khỏe của mình khi mà không may gặp phải cái căn bệnh này thì bệnh nhân hãy cố gắng hết sức để phục hồi lại tối đa các cái khả năng của mình. Và trên thế giới hiện nay đã có rất là nhiều các cái phương pháp, và hiện nay cũng đang phát triển rất nhiều cái phương pháp mới nữa để giúp cho bệnh nhân có thể là phục hồi được một cách tối đa, giúp cho họ có thể hòa nhập lại với cuộc sống cộng đồng. Nên bệnh nhân đừng mất đi hy vọng, mà nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là đến trực tiếp trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được chúng tôi tư vấn và có một cái phác đồ điều trị cũng như là một cái chương trình tập luyện hợp lý, có thể là tại viện hoặc là tại nhà. Cảm ơn những lời khuyên, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của bác sĩ ạ. Thưa quý vị, chuyên gia khuyến cáo rằng bệnh nhân đột quỵ nên tranh thủ phục hồi chức năng trong 1 năm đầu, đặc biệt tốt hơn trong 6 tháng đầu. Việc đưa ra bài tập phục hồi chức năng phù hợp cho bệnh nhân sau đột quỵ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả đánh giá tình trạng khuyết tật của người bệnh tại thời điểm đó. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn những lời khuyên, những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Minh Thành ạ. Vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Vâng. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là mục bí quyết sống khỏe. Thưa quý vị và các bạn, tồn tại ở châu Âu là thách thức không hề nhỏ đối với không ít người di cư. Để đối phó với tác động về tinh thần, những người di cư Gambia bị mắc kẹt ở Đức đã lựa chọn âm nhạc, cụ thể là hip hop, như một liệu pháp tinh thần giúp họ cân bằng cảm xúc trong quá trình tìm kiếm cơ hội cho tương lai. Những thanh niên người Gambia này đặt chân đến châu Âu ở thời điểm Đức mở cửa biên giới đón nhận những người tị nạn như họ hồi năm 2015. Để tồn tại và nuôi ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, họ đã cùng nhau sáng tác nhạc hip hop. Những ca khúc này nói về cuộc sống họ đang trải qua và lòng tin để vượt qua những khó khăn hiện tại. Họ đã viết cả một album với tựa đề Still Here để nhắc nhở bản thân luôn cố gắng, dù có nhận được sự hỗ trợ kịp thời hay không. Tất cả nỗi đau, hạnh phúc, trải nghiệm, mọi thứ tôi đã trải qua, tôi đều đưa vào âm nhạc. Và nó đã giúp tôi rất nhiều, vì tôi không thể chia sẻ với tất cả mọi người một cách trực diện những khó khăn của mình.
Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn âm nhạc. Nhờ đó chúng tôi có thể truyền thông điệp đến những người đã đặt chân đến đây để họ được tiếp thêm động lực từ chúng tôi. Những chàng trai Gambia này đều thừa nhận hip hop như một liệu pháp tinh thần hiệu quả. Thi thoảng họ lại được biểu diễn như ca sĩ thực thụ trước một lượng khán giả nhỏ tại các sự kiện dành cho người di cư, và đó là niềm hạnh phúc giúp họ duy trì được niềm tin để vững vàng mưu sinh nơi viễn xứ. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.